xin chào tất cả mọi người, mình là Jack đây. Em vẫn là trụ cột của gia đình FC em. Fan của em à? Giờ như là giống như một gia đình thật sự á, không có một cái rào cản nào hết. Nếu như mọi người tâm sự và nói gì với em như là một người anh, hoặc là một người em, hoặc thậm chí là một đứa con, đại khái là cũng có người lớn tuổi nè, trung trung cũng có, các bạn học sinh cũng có, nói chung là hoặc là thậm chí 4-5 tuổi cũng có nữa, bắt nhạc em nhảy em sùng vậy đó, kiểu vậy, xong rồi gửi clip qua cho em xem đó, rất là dễ thương. Nhiều khi chưa biết hát, chưa biết đọc gì hết trơn á, mà vẫn nghe, vẫn nhảy. Thì nói chung là em cảm giác hay nhảy nhiều đó, mình nhìn những hình ảnh như vậy qua một ngày, cảm giác thấy thoải mái à. Em được nhiều hơn, em được rất nhiều, em được những thứ mà chưa bao giờ nghĩ em sẽ có. Đối với Jack thì người họ yêu thương Jack á, họ có thể quan tâm Jack bằng cách này hoặc là cách khác. Nhưng đối với Jack thì dù bất cứ đâu thì không ít thì nhiều cũng sẽ có người luôn bên cạnh Jack. Thì điều đó là đối với Jack đã là may mắn lắm rồi. Thì đối với anh Jack thì cái các bạn fan mang ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của em? Nó nhiều lắm, như là anh chị em trong gia đình nè, như là bạn bè, như là người thân, như là những ông bà cũng có. Tại vì nhiều người thích Jack cũng cỡ 30-40 tuổi, họ cũng lớn tuổi rồi nhưng mà họ vẫn rất thương Jack. Thì tự nhiên mình có một cái cảm giác thấy mình có rất là nhiều người trong một cái gia đình thì ấm cúng lắm. Tại không được đâu. Đối với Jack thì các bạn FC như gia đình của Jack này, gia đình mình vui thì mình vui thôi. Từ bây giờ tôi sẽ viết nên câu chuyện riêng của mình cùng tất cả các bạn. Chờ tôi nhé.